Giọng hát đơn về chủ đề fantasy chắc đã không còn quá xa lạ với các bạn nữa. Những hát đơn này đã từng xuất hiện trên kênh mình. Tiêu biểu là hai bản hát đơn về Dark Souls vừa qua với phong cách chơi tryhard đầy ấn tượng. Nhưng để mang đến cho các bạn một cái khó dữ dội và mãnh liệt hơn, với phong cách chơi thiên về chặt chém để mạnh hơn, sẽ là làn gió mới trên kênh của mình. Chào mừng các bạn đến với thế giới của Dragon Quest, sứ mệnh của Rồng. Arcadia, vùng đất của thánh thần. Những tòa tháp cao chọc trời chính là ấn tượng của nơi đây. Khi bước vào sứ mệnh, nơi đây sẽ là chiến trường chính của các bạn. Quái vật sẽ xuất hiện ở khắp nơi, trong lòng đất, trên mặt đất hoặc ngay cả trên không. Các bạn phải phiêu lưu khắp mọi nơi trên từng mảnh đất của Arcadia để chiến đấu và thực thi sứ mệnh của bản thân. Đó là tiêu diệt 7 quái vật chấn giữ sức mạnh của thế giới này để kết thúc trò chơi. Các quái vật từ yếu đến mạnh sẽ xuất hiện trên toàn bản đồ. Đặc biệt, Arcadia là nơi sinh sống của rất nhiều chủng tộc khác nhau từ Undead, Elf, Goblin và Dragon. Điển hình vùng đất cho tàn là nơi duy nhất có tòa tháp rồng lửa và một mình bạn đầu đội trời, chân đạp đất và phải bước đi tại nơi đây. Phun kiếm, tiêu diệt hết mọi kẻ thù trên đường đi để trở nên mạnh hơn. Arcadia sẽ là chiến trường cháy nhất của các bạn. Khi sinh tồn tại Arcadia, các bạn sẽ gặp rất nhiều sinh vật, từ con người cho đến quái vật. Vì Arcadia có rất nhiều chủng loài sinh sống, trong rừng sẽ được canh giữ bởi những chiến binh Elf, Archer. Đây là những sở hữu tài ba sẽ trợ giúp các bạn rất nhiều trên đường đi. Tuy nhiên, kẻ thù chúng ta không hề ít và có mặt ở khắp nơi. Các tháp chiến đấu có rất nhiều những quái vật mạnh như Vindicator hay là Blaze. Các bạn có thể bị ấp sọt bởi rất nhiều Goblin khi đi vào rừng. Hay trải nghiệm đi mai của các bạn sẽ trở nên ghê rợn hơn khi bị bao vây bởi đàn nhện cổ đại khổng lồ trong động mài tơ, hoặc bắt gặp vài bóng ma khi đi ra ngoài vào ban đêm. Và chú ý một điều rằng, loài rồng là kẻ thống trị trên mặt đất. Chúng xuất hiện trên bầu trời và gieo tai họa ở khắp nơi, biến mọi thứ chìm trong biển lửa. Những quái vật trong mọi nền văn minh cũng sẽ xuất hiện tại đây. Hagra, Severus, Medusa và rất nhiều những sinh vật lạ sẽ chào đón bạn nồng nhiệt nhất. Để đối đầu với thế giới tàn khốc này thì vũ khí mạnh và trang bị cứng cáp là không thể thiếu. Addon có hơn 30 loại vũ khí khác nhau từ cận chiến cho đến tầm xa. Các bạn có thể kết hợp combo gậy phép gây khống chế và kiếm có sát thương to để chặn quái dòng các spawner, hoặc các vũ khí huyền thoại rơi ra từ các boss thường có khả năng gây nổ và kéo máu cực mạnh. Ngoài ra còn có các quyển ma pháp có thể giúp các bạn chịu hồi trợ chiến. Những bộ giáp của Addon bao gồm giáp hiệp sĩ, giáp vảy rồng và giáp boss. Addon cũng có rất nhiều loại khiên chắn sát thương để chặn đòn đánh dồn dập từ các quái vật. Vậy nên muốn chinh chiến thì nên trang bị cho mình một bộ gear chắc chắn trước khi lên đường.
Rồng, loài sinh vật giữ vai trò bảo vệ Arcadia khỏi những kẻ xâm nhập. Trong một map, các bạn có thể đụng độ với rất nhiều con rồng trên đường đi. Trong đây có 3 loại rồng chính: Wreck, Wyvern và Dragon. Wreck là yếu nhất và sức tàn phá thấp nhất, và cũng là loài rồng có trí thông minh kém nhất. Còn Wyvern thì nguy hiểm hơn, chúng sẽ bay cao hơn và một cú thổi lửa có thể san phẳng một khu rừng, nhưng thể lực thì lại không cho bò. Còn Dragon chính là loài rồng mạnh nhất, với cơ thể khổng lồ như những tòa nhà. Cú thổi lửa của chúng có thể phá hủy những loại khiên, là giáp trụ chắc chắn nhất. Nguy cơ đối mặt với rồng thì rất cao, nhưng cơ hội sống sót thì lại rất thấp. Nhưng những tài nguyên mang lại từ chúng đều là những món rất là giá trị. Addon có hơn 7 con boss, từ boss thế giới cho tới boss dimension. Tiêu diệt hết tất cả là kết thúc trò chơi. Các boss sẽ spawn theo từng biome, các bạn cần phải đi tìm và tiêu diệt. Ví dụ, Hydra sẽ spawn ở đầm lầy, Severus sẽ ở Nether, Manticore thì ở sa mạc. Còn các boss dimension thì các bạn cần phải chế tạo cổng để đến thế giới của chúng. Để phá đảo hết tất cả, các bạn phải đi tìm và đi đến rất là nhiều nơi. Chắc chắn đây là một hành trình dài và không hề dễ dàng. Quan trọng là tìm được boss là một vấn đề, và tiêu diệt được không lại là một vấn đề khác. Pack này có một gameplay lấy chặt chém và yếu tố phiêu lưu là chủ đạo, nên vấn đề nhà ở cũng gần như là không cần thiết. Các bạn muốn trở nên mạnh hơn thì cần phải đi tìm nguyên liệu gia công và rèn vũ khí, giáp trong thời gian khởi đầu. Hạn chế chiến đấu và tập trung sinh tồn phải nguyên liệu là chính. Khi đã có đủ những vũ khí mạnh thì bắt đầu đánh chiếm các tòa tháp. Chúng sẽ mang lại rất nhiều vật phẩm mạnh cho các bạn. Trong một tòa tháp thường có rất nhiều chìa khóa. Các bạn nhớ thu thập đủ để triệu hồi Boss Golem trên tầng cao nhất, sẽ gây ra kim cương. Các vũ khí hiện thoại thường sẽ rất hiếm và sẽ có cách để lấy riêng. Khi nó có đồ đạc đầy đủ, các bạn nên giết gồng, đặc biệt là Wreck, vì chúng sẽ gây ra mảnh nguyên tố dùng để chế tạo gậy phép. Và muốn có giáp mạnh thì vải của Wyvern sẽ là lựa chọn tốt. Nhớ chú ý lượng máu của nhân vật rất quan trọng trong việc phòng combat. Máu cần được nạp đầy và hồi liên tục, nên việc combat sẽ diễn ra thường xuyên. Các bạn có thể sáng tạo ra nhiều combo và cũng cách chiến đấu riêng, càng đánh càng hăng. Khi đã đủ lông đủ cánh, cũng chính là lúc các bạn có thể tự bay đi đến nhiều vùng đất khác nhau, viết lên câu chuyện thần thoại riêng về sứ mệnh của các bạn bằng cách hạ gục toàn bộ boss của Addon này. Sẽ là một thử thách rất lớn và một hành trình dài cho sứ mệnh của các bạn. Tất cả đều sẽ được lưỡi kiếm quyết định. Yeah.
Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài pack addon Dragon Quest do mình tổng hợp ha. Thì đây là một addon được tổng hợp được lại từ rất nhiều addon khác nhau như là Random Dragon nè, Southern Hack Century nè, Sprite Conquest nè, rồi tùm lum addon hết trơn á. Nói chung là rất nhiều addon gặp lại để có một cái siêu phẩm chặt chém cho các bạn. Thì theo cảm nhận mình cảm nhận được khi mà mình chơi cái pack này của mình á, thì đánh nó rất là sướng tay các bạn ạ. Chặt chém thì nói chung cũng rất là đã luôn. Và các bạn nếu mà các bạn muốn sáng tạo thêm nữa thì các bạn cài thêm một số nhé đòn khác vào, nhưng mà với điều kiện là mấy bạn phải chịu nổi nha. Ở đây thì mình nói chung là cũng tối ưu rồi, thì chơi thì cũng không có hiện tượng giật lag do là quái nó spawn khá là trung bình các bạn, không phải không có nhiều, nói chung là ít vừa vừa ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài. Thì mình sẽ để link media file với các bạn, các bạn có thể ấn vào nút tải để tải nó về. Rồi các bạn sau khi tải về, các bạn vào app Zachiever cho mình, nhấn vào phần bộ nhớ thiết bị nè, để các bạn bắt đầu các bạn tìm cho mình cái mục download. Đây là cái mục download, thấy không, một có hình một tại hình tải xuống á, nhấn vô. Rồi các bạn nhấn vào kính lúp cho mình nha, nhấn vô kính lúp. Đây chữ Dragon Quest chính liền như vậy nha các bạn, Dragon Quest đó, thì nó sẽ ra cho các bạn Dragon Quest.zip nè. Đây Dragon Quest.zip, nghe cái file đã được nén lại á, thì các bạn làm cho mình cái thao tác giải nén nha, nhấn vào cái file .zip đó, nhấn vô. Rồi thấy cái nút giải nén hình mũi tên đi lên không, nhấn vô nó một cái, nhấn vô đây đó, nhấn vô đây. Rồi các bạn nhấn vô đó xong rồi các bạn nhấn vào cái nút màu xanh phía bên dưới để các bạn giải nén vào cái mục download, thì nó sẽ có khoảng 3.000 file để các bạn giải nén ha. Ở đây thì mình đã giải nén xong rồi, ở đây mình đã giải nén xong rồi nha các bạn. Mình giải nén ra được một cái file có tên là Dragon Quest, thấy không, cái file có Dragon Quest nè, mình đã giải nén ra xong rồi nha. Giải nén xong thì các bạn nhấn vào cái file này đó, nhấn vô cái nữa đó, nó sẽ có cái word cho các bạn đầy đủ thông tin trong đây nha. Đấy các bạn có thể check xem thông tin. Ok, nhấn vào. Đấy các bạn thấy cái file Dragon Quest không? Đây mới chính là cái file mà chúng ta cần sao chép đây. Đè vào nó. Rồi các bạn nhấn nút cắt hoặc nút sao chép nha. Rồi các bạn nhấn vào bộ nhớ thiết bị. Tìm cho mình cái mục games. Cái mục game đâu ta? Đây là cái mục game nha. Đây hư mục game của các bạn đây. Thì cái mục game á, đây rồi cũng MyGap đây, một số bạn sẽ không có cái mục này, các bạn bắt buộc phải tạo thôi, tạo cho mình cái mục này. Đây mục game nha, nhấn vào nó, nhấn vào com.mozan, rồi hay chữ Minecraft World không, nhấn vô Minecraft World, các bạn nhấn vào cái nút xanh phía bên dưới góc để chép cái map này vào. Ở đây thì mình đã làm rồi, làm xong hết rồi đó, Dragon Quest mình đã chép vô rồi nha các bạn, và có được cái map như vậy đây. Ok bây giờ mình sẽ tiến hành chơi thử nha. Mình sẽ cài vào một cái điện thoại khác để mình chơi thử cho các bạn coi. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ test thử cái hiệu suất của cái addon Dragon Quest ở trên một cái máy khác nha các bạn, để xem là nó hoạt động như thế nào, có khỏe hay không ha. Thì đây là phiên bản Minecraft 1.17.10 đây, các bạn có thấy ở góc. Đấy, addon này sẽ hoạt động ở phiên bản 1.17.10 ha. Còn các phiên bản dưới thì mình không biết làm sao, nhưng mà mình đang sử dụng phiên bản 1.17.10 nên là một số bạn sử dụng ở 1.17.2.0 nữa thì sẽ không sử dụng được, nên là khuyến cáo dùng 1.7.10. Giờ mình sẽ vào mình test thử hiệu năng nha. Thì đây chính là con Samsung Galaxy Z7 Prime. Cái RAM của nó là tầm khoảng 3GB thôi nha các bạn. Dung lượng thì 32GB. Và nói chung là nó sẽ yếu hơn cái con điện thoại mà mình đang sử dụng để mình làm video hàng ngày cho các bạn coi á, để xem là nó hoạt động trong cái addon này có tốt hay không. Đây các bạn, nó đang load để vào map đây. Thì hôm nay mình sẽ show tay cho các bạn coi luôn ha. Coi như là show tay cho các bạn xem luôn. Đây bạn, vào nè. Đang load nha. Đây. Đó. Nói chung là addon thì khá là mượt. Bây giờ mình sẽ vào đánh quái thử cho các bạn xem coi là nó có bị lag giật gì không. Đấy, addon hoạt động khá là bình thường luôn, không có giật lag gì luôn. Bây giờ dạ, từ anh ơi. Đó, addon nói chung là chém khá là phê ha, hoạt động khá là bình thường, không có giật lag gì nhiều ha. Đấy, hiệu năng đồ nó cũng khá là ok luôn, nên là bạn máy yếu khỏi sợ lo cái addon này bị lỗi. Rồi, nói chung là addon khá là ok ha. Rồi, nếu như bạn nào yêu thích video này của mình á, thì đừng quên ấn vào nút like để ủng hộ mình. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới hay hơn nữa nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn có một trải nghiệm addon vui vẻ ha. Rồi, có lỗi gì á, thì các bạn báo về với mình chứ.